Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 17:30 chiều ngày 11 tháng 8 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường Mạc Đình Chi quý vị. Đà Lạt nguyên cả ngày hôm nay trời tạnh ráo, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đó, chiều nay có hoàng hôn, đó, hoàng hôn rực rỡ luôn. Đi theo hướng này là chúng ta hướng ra đường Đặng Thùy Trâm nè quý vị, hướng ra chung cư Mạc Đình Chi đó. Trời ấm áp ha. Bữa nay là cũng là tháng 7, người ta gọi là tháng cô hồn, cũng là tháng ế nè quý vị. Sau hè đó, sau hè mà chuẩn bị học sinh đi học nên cho nên như cũng được gọi là tháng ế đó. Tháng cô hồn không làm ăn được gì đó, bà con mình hay nói như vậy ha. Ra đây quẹo trái là về Nam Thiên, quẹo phải như thế này là qua Hoàng Diệu. Mấy ngày hôm nay Đà Lạt nó là tần ráo rất là đẹp. Cứ ở dưới đồng bằng mà có bão có áp thấp thì trên này mới mưa, còn không thì trên này là tạnh ráo như vậy đó quý vị. Thời gian tới thì nếu như mà có những cơn áp thấp hoặc là những cơn bão đổ bộ vào ngoài Biển Đông đó, ảnh hưởng đến miền Trung lúc này kia, thì trên Đà Lạt lại tiếp tục mưa. Bây giờ đang tạnh ráo thì bà con tận dụng đi chơi ha. Đó. Qua đây là đường Hoàng Diệu. Ở Đà Lạt làm ăn thì cao điểm là cứ người ta nói 3 tháng hè, nhưng mà thật sự ra không tới 3 tháng, là tầm khoảng 2 tháng rưỡi thôi. Còn lại cứ lai rai vào những ngày cuối tuần hoặc là lễ Tết rồi thôi quý vị. Có những anh chị hỏi nó bây giờ là mướn kia villa với lại cái mặt bằng gì đó mà tầm khoảng 30 triệu để làm homestay được không? Thì tùy vào khả năng của các anh chị thôi, nhưng mà mình thấy cũng có khá là nhiều người khuyên rằng nói với một cái mặt bằng mà khoảng 30 triệu để làm homestay á, thì họ khuyên là cũng không nên, nên cẩn thận. Không cẩn thận là có thể là hụt vốn, mất trắng, thậm chí là đổ nợ. Có anh chị nói bây giờ nhà tôi làm homestay có kinh nghiệm 20-30 năm này, làm khách sạn rồi làm homestay rồi. Kinh nghiệm rồi đó quý vị, mà vẫn bây giờ, cho đến bây giờ hiện tại là thấy không có ăn nữa, chứ đừng nói là có lời. Đó là đất của họ đó, nói là đất của mình, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nhưng mà thật sự ra đất của mình, nhưng mà mình cũng phải đầu tư mở tiền vào đó để hình thành nên một cái decor, mới lên được một cái homestay ngon lành mà cạnh tranh với người ta, chưa kể là phải duy trì. Ví dụ như homestay mà có không gian hoa hòe, chiêu chiêu view view này kia đó, thì cũng phải là như là tốn mỡ tiền để mình duy trì, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, chăm sóc cây cối, cây cảnh, không phải để cho nó hoang tàn đâu quý vị. Homestay thì thuật ngữ homestay nó hình thành từ 2014-15 ha. Đó, là du nhập về Việt Nam bắt đầu lúc đó là phải nói là nợ rộ, ai làm mà thắng, ai làm mà thắng, thậm chí là có phòng ngăn ra bình thường thôi, lúc đó Đà Lạt rất là thiếu phòng ốc, cho nên gì cứ ngăn ra bình thường thôi quý vị là thắng rồi, là có khách rồi, không cần phải trang hoàng gì mà ghê gớm, thật là đẹp, thật là hoành tráng đó. Những cái đẹp với lại hoành tráng nó mới sau này thôi quý vị. Ra đây là ngã ba Việt Anh ha, ở đường 3 tháng 2 đó. Lúc 2014-15 bắt đầu là đời đầu làm ăn được, cho đến khoảng 2018-19 sau khi dịch Covid-19 đóng băng thời gian, thì bây giờ là homestay phải nói là cái giai đoạn dịch đó quý vị. Và sau khi mở cửa cái là homestay bùng nổ khoảng 2020-2021 với cái phong trào gọi là bỏ phố về rừng,
Đó, vừa làm homestay vừa kinh doanh vừa ở. Lúc đó người ta sợ đô thị quá quý vị. Đô thị nói là cái dịch bệnh đóng băng lấy gì ăn này kia đó. Cho nên chỉ là sang đất vùng ven để làm homestay và nó là nở rộ. Và người ta đầu tư rất là hoành tráng. Và nó bùng nổ khắp các vùng ven từ trung tâm ra tới ngoại ô ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và tầm khoảng 2023 cho đến bây giờ là bắt đầu nó có chiều hướng là mình như là đi xuống. Tại vì cái gì nó nhiều quá thì nó phải loại bỏ đi bớt thôi. Bây giờ cái homestay nó cạnh tranh môi trường vô cùng khốc liệt. Và đa số là homestay về nó là hoành tráng. Còn mình vốn ít mà cứ thuê mặt bằng 20-30 triệu ra mở vậy nói là quý vị cho nó rất là khó khăn luôn. Nhưng bà con mình cẩn thận ha. Các bạn, nhất là các bạn trẻ, cũng nói chung là cũng đam mê lắm quý vị. Bản thân mình thế, ví dụ mình ở đâu về mình thấy đi du lịch mà thấy hôm của người ta đẹp, mà đi đúng cái dịp cao điểm thấy khách khứa tùm lum nữa. Cho nên chỉ là thấy ham, cũng muốn làm nhưng mà phải nghiên cứu thật là kỹ. Đà Lạt chỉ có 2 tháng hè thôi, 2 tháng hè cao điểm vừa rồi nhưng mà có những người làm ăn vẫn chưa ra đấy. Khách sạn phòng bây giờ bao la, đây là khu Hòa Bình ha. Vòng qua bên này là bến xe Tùng Nghĩa. Vào trong này là con đường Nguyễn Văn Trỗi này. Đó, buổi chiều tà có hoàng hôn dạo vòng như vậy đó quý vị. Dạo vào đây rồi lên Lý Tự Trọng, vòng ngược ra lại Hồ Xuân Hương ha. Bây giờ làm cái gì nó cũng bão hòa hết rồi quý vị, dễ sợ ha. Nói chung là làm nhỏ nhỏ thôi. Nếu lực mình mạnh thì mình mới làm, nhưng còn mà lực yếu. Làm sợ kéo dài trụ không nổi, kéo dài cỡ 6 tháng đến 5 là nhiều lúc trụ không nổi, làm như là mất cả chi lẫn chai đó. Chưa kể quý anh chị mà thuê những cái homestay mà ví dụ như là hoặc là mua trúng những cái homestay mà đất đai giá trị pháp lý xây dựng ví dụ như là không phép hoặc là sai phép gì đó, rồi nằm những cái vị trí treo leo hiểm trở, nguy cơ sạt lở là coi chừng là mất nhiều lúc mất tất cả luôn quý vị. Nó có sự cố một cái là mất tất cả luôn quý vị. Thấy giống như cái hôm ở ngoài làng Sơn vừa rồi mà bị sạt không, nó đổ xuống một cái như vậy là vừa chủ hôm tay vợ của người chủ thì bị tử vong. Và bây giờ là cái hôm nó coi như là bỏ luôn, xây trái phép ở trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp gì đó quý vị. Thì bây giờ sạt như vậy rồi thì là coi như là mất trắng luôn rồi đó quý vị. Bây giờ ai cho tới đó mà xây nữa. Mà bây giờ cái chỗ đó mà sạt chết người thì bây giờ bán thì ai mua. Đó. Mà người ta mua để mà xây dựng lại cực kỳ khó khăn trên một cái miếng đất mà có tiền sử phức tạp, đó là sạt lở chết người. Cho nên chỉ là bà con mình hết sức cẩn thận. Đó. Rồi, lên đây là đường Lý Tự Trọng này. Quẹo phải là chúng ta sẽ đi lên dinh tỉnh trưởng ha. Giống bà con mình mùa mưa này mà ở trong những khách sạn trung tâm, những khu vực như thế này cũng rất là tuyệt vời rồi quý vị này, thấy không, an toàn ha. Mỗi lần vào con đường này mình phải nói là
không chỉ riêng mình mà phải nói là ai cũng thích hết trơn á. Mình thì đi thường xuyên mà cũng cảm thấy rất là thích nữa. Đúng đặc trưng Đà Lạt ngay giữa trung tâm, chỗ này là vẫn còn giữ được đó quý vị. Cũng may là được vừa rồi người ta ngưng và vẫn chưa xây bứng cái dinh tỉnh trưởng dưới đưa lên cao rồi xây khách sạn trung tâm thương mại hoành tráng như thế này đó. Cho nên nó vẫn còn giữ được cái nét hoang sơ thiên nhiên ngay giữa lòng trung tâm như thế này đó quý vị. Còn mà bứng mà xây lên nữa là nó không biết nó sẽ như thế nào, không biết trong tương lai thì sẽ ra sao. Đây là một cung đường nghệ thuật đấy. Khúc này mà nó vô là mắt lần lúc quá đã. Ở khu vực trên đôi trên cái dinh tỉnh trưởng này phải nói là một cái miếng đất nằm ngay trung tâm với cái khoảng thiên nhiên như thế này, nó phải nói là đất vàng luôn. Cho nên chi là như là rất là nhiều đại gia thèm lắm quý vị. Quan trọng là người ta quy hoạch đã làm sao cho nó phù hợp rồi để giữ lại khai thác. Nói chung là cũng không nên để hoang sơ miết như vậy cho nó phí, cần phải bảo tồn và cải trang lại để khai thác quý vị. Tuy nhiên quy hoạch sau đó cho nó đừng phá vỡ khu vực này thì nó rất là tuyệt vời. Tại vì ở ngay cùng trung tâm này là đây là phải nói là duy nhất rồi, hiếm hoi. Trung tâm khu Hòa Bình thì khu vực này là phải nói duy nhất rồi quý vị. Còn lại cây xanh mà thiên nhiên hoang vu hoang sơ như vậy đó. Còn ra ngoài đồi cù đồi kia từ này kia thì không nói rồi. Khách sạn quý vị, khách sạn này là 4 năm sau đó. Mình nghĩ có thể là năm sau là đưa vào sử dụng được rồi đó. Mùa này là bắt đầu nó ế kéo dài cho đến được những ngày lễ mùng 2 tháng 9, xong rồi nó sẽ kéo dài cho đến Tết luôn. Ế đó quý vị. Ai làm dịch vụ biết. Mình đâu phải là nói không không đâu. Phải nói là năm nhiều lúc năm dài thở oxy luôn á. Đường Bùi Thị Xuân đang nâng cấp rồi quý vị. Nó làm kè làm cống nâng cấp lên chứ không thôi là để nó tan nát quá, nó cũng tan nát lâu quá quý vị. Tiền thể nâng cấp nào vét cải tạo cái hồ bên này luôn ha, cho nó bớt ô nhiễm đi. Đó, ngắm hoàng hôn hồ Xuân Hương quý vị ơi, đẹp ha. Con mình đập vịt dưới á. Thấy ở bên Nhật Bản nghe cảnh báo động đất gì đó mà bà con ở bên đó phải nói là đi siêu thị vét hết đồ để về trích tử hàng thiết yếu được vị, lương thực thực phẩm thuốc men rồi máy cảnh báo động đất này kia tùm lum hết, làm cho hàng hóa phải nói là trở nên khan hiếm. Họ cũng sợ đó quý vị ạ. Thì chính phủ Nhật Bản họ cũng đang yêu cầu kêu gọi người dân là không nên tích trữ ha. Sóng thân với lại đồng đất Nhật Bản nó ghê gớm luôn, giống 2000 mấy đó, 2010, 2011 gì đó, có một trận đồng đất phải nói là quá khủng khiếp. Cho nên chỉ là phải nói là bây giờ là họ vẫn còn ám ảnh, cho nên giờ họ rất là sợ. Cảnh báo trong vòng 10 ngày tuần tới đây có thể xảy ra một cơn siêu đồng đất ở Nhật Bản, ở ngoài khơi biển Nhật Bản ha, và có thể gây ra những trận sóng thần. Cho nên như bà con mình sợ, nhất là bà con mình mà đang sinh sống, người Việt mình mà đang sinh sống làm việc ở bên Nhật Bản cũng rất là sợ. Họ cũng lên trên mạng nói bây giờ tôi đang ở bên Nhật Bản biết làm sao đây, có nên về hay không. Bà con mình cứ bình tĩnh thôi,
sợ chứ quý vị. Gặp bản thân thân mình nó nói bình tĩnh chứ mà cũng sợ chứ. Đây là bùng bình nước ha. Bây giờ bánh trung thu bay ra bán rồi, nó là năm nào cũng có những cái cuộc đua của các hiệu bánh trung thu một cách quyết liệt. Tại đây là con đường Nguyễn Văn Cừ ha. Ở bên phía tay phải chúng ta là ấp Ánh Sáng á. Đó, buổi sáng thì đi ra vùng ven vào rừng vào rú, buổi chiều thì về cập nhật ngay trung tâm, rồi tâm sự về những vấn đề cuộc sống, làm ăn làm uống rồi này kia. Mình không phải chuyên gia kinh tế gì hết, nhưng mà mình quan sát với lại mình cũng tham khảo những cái ý kiến của những cái anh chị mà đang làm á, thì mình cũng tổng hợp lại cho bà con mình tham khảo thôi, chứ mình chả có tham gia vào làm. Bây giờ nó thiệt với quý vị, mình có tiền thì mình cũng không tham gia vào làm dịch vụ nữa, là mình làm cách khác, chứ không phải làm theo phong trào. Thấy người ta mở hôm tây thì mình mở hôm tây, thấy người ta mua xe thì mình mua xe, thấy người ta mở cà phê thì mình mở cà phê. Tất nhiên là cũng mở cũng làm, nhưng mà phải làm nghiên cứu kỹ và làm theo cách của mình, chứ còn mình chạy theo phong trào bây giờ không nổi. Mình sống đây bao nhiêu lâu rồi mình biết, quan sát. Và hơn nữa đi làm cái này thì mình cũng quan sát và chiêm nghiệm. Chạy theo phong trào hụt hơi, không chạy nổi. Kể cả hôm nay mở ra thấy khách đông như vậy đó, nhưng mà ngày mai chưa chắc đã đông, cho nên chỉ là không thích chạy theo cái kiểu như vậy. Không có sức được quý vị, không có sức chạy theo đâu. Giống như là bà con mình mà nếu mình chạy theo á, làm nông nghiệp vậy đó. Thấy người ta có sầu riêng thì đi nhổ cà phê trong sầu riêng, đến khi sầu riêng mất giá, có cà phê lên giá thì đi lại đi nhổ sầu riêng trong cà phê, cái chạy tới chạy lui lộn qua lộn quẩn, nó rất là mệt mỏi ha. Và hiện tại là 19 giờ tối quý vị ha, mình đang có mặt tại con đường Phan Đình Phùng. Đó, nông dân với lại nông nghiệp Việt Nam cũng có nhiều vùng, nhiều sản phẩm đó quý vị. Họ làm theo cái gọi là một vòng luẩn quẩn ha. Nhiều bà con nông dân mình tâm sự nhiều lúc làm nông á, nó cũng chạy theo phong trào giống như làm du lịch vậy đó. Chặt rồi trồng, trồng rồi chặt. Và nhiều lúc bù quá sớt lại, năm nay được, năm sau mất, năm sau mất, năm kia được, bù quá sớt lại, nhiều lúc cũng cứ nghèo và hoang nghèo. Năm nay tưởng đâu là giàu, nhưng năm sau mất thì lại là bù qua sớt lại, cũng cứ gọi là dầm mưa dãi nắng suốt ngày ở ngoài đồng, nhưng mà vẫn không đủ ăn đó. Tất nhiên có nhiều người họ làm theo kiểu bền vững á, thì nói chung là vẫn cứ đi lên, bị còn chạy theo là chết. Luộm quẩn theo mình thấy có ba cái loại cây trồng mà bà con mình hay luẩn quẩn, đó là cà phê này, tiêu và sầu riêng đó. Chặt trồng ngó vậy cho để duy trì một cái rẫy, một cái mảnh vườn không hề đơn giản các quý vị, và nó là đầu tư rất là nhiều, chăm chút đủ thứ đường hết, phân cho phân bón cắt cỏ, phải nói là liên tục chứ không phải là cái vất đó đâu quý vị ạ. Ai bước vào làm nông dân mới biết ha, đầu tắt mặt tối ngoài đồng ngoài ruộng, đến tối mịt mới về. Năm nay cà phê lên cũng phải nói là kỷ lục luôn quý vị, tăng gấp đôi so với năm ngoái luôn á. Bây giờ cà phê nghe nói đâu mà 100-120 ngàn một ký, dễ sợ ha. Với cái tốc độ mà trồng sầu riêng nè quý vị, ào ạt như thời gian vừa qua, không biết năm sau thì cái giá cả đâu này kia đó thì nó còn giữ được hay không, hay là bà con mình đầu tư vô nhiều quá. Và cũng có nhiều người
vay mượn để mà mua rẫy rồi trồng, đầu tư trồng cũng rất là nhiều, nhưng mà năm sau ví dụ nhưng mà giá cả nó không được giống như năm nay thì bà con mình cũng nhiều lúc cũng khá là mệt. Không được thì bà con mình cũng nên duy trì để năm tới nó sẽ được đó, chứ không phải là không được là chúng ta lại bán đồ bán tháo hoặc là lại chặt đi rồi chạy theo trồng cây khác, nó rất là mệt mỏi luôn đấy. Một ngày trọn vẹn không hề mưa gió, quá đẹp không quý vị ạ. Quẹo phải như thế này lên đường Nguyễn Văn Trỗi ha. Lên Bùi Thị Xuân là đi đón con rồi quý vị. Đường Nguyễn Văn Trỗi này cũng đang tiến hành làm lề đường này. Đó. Và nâng cấp nữa. Nói chung là thời gian này trở đi là Đà Lạt đang nâng cấp rất là nhiều những tuyến đường. Và từ đây cho đến cuối năm thì với những cái nền đường mới, những lề đường mới thì diện mạo của trung tâm thành phố Đà Lạt nó sẽ khác đi và nó rất là đẹp, tươm tất đó. Tươm tất, đẹp, sạch sẽ, quá tuyệt vời. Cái gì cũng phải từ từ quý vị ha. Không có vội được. Diễn viên Nam Thư đó, hiện tại bây giờ nghe nói đâu là cũng đang tố và kiện, đợt vừa rồi kiện cái quán cơm ở dưới Đức Trọng, xong rồi đợt này thì đang tố cáo và kiện hai homestay ở thành phố Đà Lạt. Một homestay thì ngưng hoạt động rồi, còn một homestay thì họ đã sang tên đổi chủ rồi, và cái chủ trước thì cũng không có thông tin lưu trú ở trên thành phố Đà Lạt, cho nên chỉ là bây giờ là người ta cũng đang tiến hành điều tra và liên hệ tố là hai homestay này để lộ những cái thông tin cá nhân của cá nhân diễn viên Nam Thư lên mạng xã hội, khá là phức tạp luôn quý vị ha. Nên bà con mình làm lưu trú đồ này kia đó mà lấy những cái hình ảnh với lại những cái thông tin của cá nhân rồi đó thì bà con mình cũng nên chú ý hết sức cẩn thận, không nên chia sẻ những cái hình ảnh và những cái thông tin cá nhân của người ta lên mạng xã hội để tránh những cái rắc rối về sau. Bây giờ nhiều lúc em đẹp nói gì mà sau này người ta không ưng cái người ta kiện cũng mệt ha. Đây là con đường Bùi Thị Xuân. Đây là ngã năm Đại học Bưu điện. Trước mặt của chúng ta là trường Đại học Đà Lạt ha. Bây giờ làm, nói thiệt với quý vị, nhiều lúc làm đủ ăn là vui lắm rồi. Bây giờ những cái công ty may mặc đó, có nhiều bà con mình công nhân ở dưới á, thì cũng nói là mùa này có những cái công ty mẹ ở bên Bangladesh á, họ dồn đơn hàng về bên công ty con ở Việt Nam á, vậy nó là làm nhiều lúc làm sấp mặt, tăng ca liên tục đó. Bây giờ việc làm về nó là ngành dệt may và da dày Việt Nam là ngon làm rồi ha. Do ở bên Bangladesh là mình chỉ là bạo loạn rồi đấy, biểu tình môi trường nó đang phức tạp đó, cho nên chỉ là bên đó nó ngưng trệ. Chính vì vậy á, thì
ngành dệt may của chúng ta đang có đơn hàng rất là nhiều, bà con mình làm không kịp thở, tranh thủ làm mấy cái bị làm kiếm tiền đi. Và mình nghĩ thời gian tới người ta sẽ tuyển thêm nhân công, và thời gian tới thì đơn hàng ở Việt Nam sẽ tăng từ đây đến cuối năm, đặc biệt là cuối năm rồi thì tăng rất là nhiều đó, làm để đáp ứng đủ đơn hàng đi đủ quý vị. Chứ bên kia nhiều lúc nó đình trệ như vậy, không đủ đơn hàng nó dồn về bên này cho Việt Nam làm, rất là đã ha. Thì bà con mình cứ yên tâm, sắp tới đây là sẽ được giải quyết một tả công việc luôn đấy. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng, cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt cũng như là tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống cũng như là làm ăn làm uống hôm nay kia cho nó vui luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.